Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Thư YouTube Channel. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn theo dõi video của mình thì mình là Phương Chi Thư, hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Còn nếu như đây là lần thứ N bạn theo dõi video của mình rồi mà vẫn chưa bấm nút đăng ký kênh cho mình thì hãy làm điều đó ngay nhá. Cả cái chuông bên phải nữa các bạn nhé. Còn video ngày hôm nay là một video đập hộp, một video so sánh, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn về các cái loại da quý hiếm ở trong cái nền công nghiệp làm túi các bạn nhé. Đây thì các bạn thấy là một cái hộp Louis Vuitton màu vàng. Thì các bạn theo dõi video của mình thì cũng thấy rằng là mình đập hộp khá nhiều, rất nhiều túi của Louis Vuitton. Trong đó là túi Capuchin là cái túi mà cái dòng túi mà mình đập hộp nhiều nhất. Bởi vì thực ra là mình cũng có chia sẻ trong các video trước rồi, thì Capuchin là một cái dòng túi mà hiện tại thì nhà mốt Louis Vuitton đang làm marketing rất là nhiều, là một cái dòng túi mà có nhiều mẫu mã nhất đến thời điểm này của thương hiệu Louis Vuitton. Còn cái túi ngày hôm nay thì sao, cũng là lại một em túi mini. Và đây là một em túi mini da thằn lằn có tên là Leza, tiếng Pháp và tiếng Anh là Leza. Cũng là trong cái thời gian mà vừa qua ấy, thì các bạn xem nhiều video của mình cũng thấy rằng là mình đập khá nhiều các cái túi Capuchin rồi, và hầu hết đều là những cái túi khá là đặc biệt, có túi cá sấu rồi này, có túi collab cùng với các cái nghệ sĩ rồi. Còn cái túi này thì là một cái túi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy là cái túi Leza. Đây thì mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn thấy. Đó, chiếc túi này thì chắc là các bạn thấy, nhìn kỹ này các bạn cũng thấy được cái ánh vàng của chiếc túi này đúng không? Đó, đây là size mini mọi người nhá. Thì các bạn thấy là ở hai bên này có cái phần trắng như này ấy, nó chính là cái phần da bụng của con thằn lằn. Còn ở phía dưới này cũng như là thân này, các bạn để ý thấy cái khả năng tinh xảo của cái túi này không? Tức là cái phần vân hoa nó rất là đều nhau và thẳng tăm tắp. Không những thế mà mặt trái và mặt trước và mặt sau, nhầm xin lỗi, cũng giống ngang nhau và cũng khá là nó không chính xác nằm trên cùng một đường thẳng, nhưng mà cũng gần là như thế luôn các bạn. Còn phía dưới này thì sao? Thì có cái đinh và cũng một đường và văn hoa và dọc như thế này. Đó, rất là tinh tế luôn. Ở chỗ túi này cũng thế, nắp túi này cũng thế này. Đằng trước, đây là đằng sau. Và đây đằng trước đây các bạn. Đó, rất là tinh tế luôn. Và bên trong thì như các bạn thấy rằng là đây, bên trong thì cũng giống như những chiếc túi khác thôi, có hai ngăn và có chữ thương hiệu Louis Vuitton. Các bạn cũng thấy là cái nắp hộp ấy, nắp túi ấy, và cái khóa này, cái logo ở trên nắp túi này, cái hình của logo của Louis Vuitton này, cộng với cả chữ LV ở đây ấy, thì cũng đều bằng màu champagne, cũng gần như ở đây. Thì ngoài ra nó còn có một chiếc túi này thì nó còn có thêm cái dây đeo như thế này nữa. Dây đeo này thì lại không phải là chỉ là da bình thường thôi, da rất là bình thường thôi. Đó. Thì đó là chính là chiếc túi mà mình vừa mới quay kỹ lại các bạn nhờ hơn. Thì khi mà các bạn tìm hiểu sâu về những cái loại túi thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn nữa về những cái loại da. Thì có thể nói rằng da cá sấu là một cái loại da có thể nói là cái loại da quý hiếm nhất cho đến thời điểm này. Thì trong các loại da cá sấu sẽ có nhiều những cái cung bậc khác nhau của một con cá sấu đấy. Thế là giống như kiểu là con gà thì cũng có gà loại xịn, gà loại nọ, gà loại kia đấy. Thì con cá sấu nó cũng như thế. Thì đây mình sẽ so sánh với các bạn hai cái túi. Cái túi đây cá sấu này rồi thì các bạn thấy quá quen thuộc với chiếc túi này rồi đúng không? Mình đã đập hộp hẳn một cái túi này năm ngoái. Vào tháng 3, tháng 4 gì đấy năm ngoái mình đã tặng chiếc túi này. Và bây giờ thì chiếc túi này đã có giá tăng cao lên 3.000 euro đó. Mình mua là 2.000 euro xin lỗi. Lúc mình mua là 16.500, còn bây giờ là 18.500. Và đặc biệt là cái thời đấy thì euro mới có 26,5, 27 thôi. Còn bây giờ thì euro lên đến 29, 29,5 rồi. Thì có nghĩa là cái túi này đắt lên rất là nhiều luôn các bạn. Các mình cũng quay lại cho các bạn thấy rằng là cái túi cá sấu thì nó có những cái gọi là mắt cá, hay còn gọi là écaille, tiếng Pháp là écaille, thì nó khác nhau ở chỗ này. Các bạn thấy rằng là ở chỗ khu này thì nó bé hơn, ở khu này thì nó to hơn. Thì đây nó là cái phần bụng ngón cá sấu, còn đây là phần lưng. Đó. Em túi này thì các bạn muốn xem kỹ thì các bạn có thể xem cái clip đập hộp của mình. Còn ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về hai cái loại da này. Thì trước đây thì chúng ta biết rằng là
Bình thường thì chúng ta quen thuộc với các loại da như là da heo, da bò, có thêm những cái loại da khá là đặc biệt khác nữa, ví dụ như là da đà điểu, da lisa, lisa này là cá da là thần lằn, rồi da pitong, pitong là da chăn, rồi có cái da rắn của mình nữa, mình cũng có một cái túi da rắn Vesper của Celine. Rồi các bạn còn có thêm một cái loại da nữa, đấy chính là da cá. Không biết các bạn có rõ về cái loại da cá này, những loại da cá khác nhau không? Nhưng mà mình thấy rằng là da cá cũng được sử dụng rất là nhiều ở trong cái công nghệ thuộc da, nhưng mà ít làm túi, thường thì người ta sẽ làm thắt lưng hay làm những cái kiểu như là những cái loại mà accessory nhỏ nhỏ hơn, chứ không làm nhiều bằng túi. Nhưng mà nhất là về túi, về lê da, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái túi lê da này ấy, thì mình thấy rằng là cái da thằn lằn là một cái loại da mà thứ nhất là về cái độ thẩm mỹ của nó đi là rất là đẹp, bởi vì đây là như các bạn thấy là nó có những cái ánh vàng. Thực sự là mình xin lỗi là mình không có đủ khả năng để giải thích với các bạn là họ đã thuộc da như thế nào, liệu rằng là họ có thuộc da thêm một cái lớp vàng trên này hay không, thì mình xin lỗi là mình không trả lời được các bạn. Mình chỉ thấy là rõ ràng là ở phía trên cái túi này có một cái lớp vàng ở trên đó, và cái ánh vàng nó rất là mạnh mẽ. Mình có nghĩ rằng là có thể con đi ra là con thằn lằn ấy, thì các bạn cũng thấy rằng là nhiều khi các bạn thấy những con thằn lằn ở trong tự nhiên ấy thì nó có những cái màu sắc rất là đặc biệt, đúng không? Cái túi này mình cũng thấy khá nhiều rồi, mình nói thật là đây là chiếc túi thứ không biết thứ bao nhiêu là mình đã mua, kể cả cho mình lẫn cho khách của mình nữa ấy. Thì mình thấy rằng là những cái chiếc túi Lisa là những cái túi mà có cái giá rất là hợp lý. Ví dụ như cái túi này thì có giá là 6.700 euro, một cái loại da thằn lằn cũng thuộc dạng và bắt đầu bước sang cái loại da quý hiếm rồi các bạn. Ví dụ như các bạn có thể thấy rằng là da đà điểu thì rẻ hơn một chút, hay là da pitong thì với cả da thằn lằn thì nó cũng ngang ngửa nhau về cái độ của quý hiếm. Và quan trọng nhất là khi mà các cái thương hiệu làm ra túi ấy, thì người ta sẽ cái kỹ nghệ, cái công nghệ mà thuộc da ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào độ khó khác nhau của những cái loại da để có thể thuộc da để tạo nên những chiếc túi. Và đấy cũng là lý do vì sao mà những chiếc túi mà có những loại da đặc biệt như cái da thằn lằn này thì sẽ mắc hơn. Mà các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn thấy cái túi lê da như thế này, cái da nó đặc biệt như thế này, thì thực sự là trông nó cũng đẹp hơn hẳn, nhìn nó cũng bắt mắt hơn hẳn, và nó nhìn trông nó lạ hơn hẳn so với cả những cái da bình thường khác, như là da calfskin, như là một cái loại da mà khá là phổ biến rồi, hầu như là mình có thể thấy được ở bất kỳ các thương hiệu nào, bất kỳ cái nơi nào, nói chung là nó quá thân thuộc với cả cuộc sống của chúng ta rồi. Thì trong tay mình là một chiếc túi thằn lằn và một chiếc túi cá sấu, thì các bạn có thể thấy rằng là ngay kể cả bằng mắt thường các bạn cũng có thể thấy rằng là cái túi này nó khá là cứng cáp hơn rất là nhiều. Còn cái túi này thì trông nó vẻ như là mềm mại hơn, thì đúng là mềm mại hơn. Thì các bạn ạ, nhìn này, rất là dễ mở ra mở vào, và trông nó cũng kiểu như là khá là êm ái hơn. Còn chiếc túi cá sấu này thì được một cái rằng là rất là mạnh bạo, mình đi đâu để thoải mái mọi thứ. Đây là cái dây của mình. Thì cái túi đặc biệt là cái túi cá sấu này thì cái dây của nó cũng là da cá sấu nha mọi người. Dây của nó cũng là da cá sấu màu trắng. Thì đây là một chiếc túi khá là đặc biệt vì nó có 3 màu. Để làm lên một cái túi như thế này là phải có 3 màu khác nhau. Màu này thì tất nhiên là nó là màu nhuộm thôi, nhưng mà cũng khá là kỳ công, chứ không phải là đơn giản để có được một chiếc túi có 3 màu như thế này. Và được kim mũi chỉ thì thôi mình khỏi phải nói rồi các bạn nhé. Thì đây là cái dây đeo của chiếc túi cá sấu này, thì nó cũng là bằng da cá sấu luôn. Còn tuy nhiên là cái dây đeo của chiếc túi Lisa này thì chỉ bằng da bình thường thôi, là da calfskin thôi, là da bò thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có khả năng cái này là một cái sự cố tình của nhà mốt, bởi vì có thể là cái da thằn lằn thì nó sẽ không chịu đựng được, có thể không chịu được lực hay như nào đấy, thì mình cũng chưa rõ lắm. Thực sự cái này thì chắc là mình còn phải tìm hiểu thêm, mà nếu như bạn nào có biết thì có thể comment ở phía bên dưới cho mình, chia sẻ cho mình biết với nhé các bạn nhé. Thì cái túi này thì mình mới mua, chưa có sử dụng về da thằn lằn thì mình không biết, nhưng mà đây là chiếc túi Celine của mình, và là da pitong, là da chăn. Thì các bạn, mình đã từng dùng rất nhiều và mình đã làm hẳn một cái video nói khá rõ về chiếc túi này. Nói thật là cái da của nó, mặc dù là da chăn, cũng nghĩ rằng là có thể là sẽ khó chiều hay gì đấy nhá, nhưng thực sự là rất là bền luôn các bạn ạ, rất rất là bền. Và đến thời điểm này, cái túi này nó ra đời chắc là phải năm 2012, quá lâu quá rồi, mà nó vẫn
nó thật ra nhìn trông vẫn như mới, chẳng qua bởi vì là cái màu này và tất cả mọi thứ nó đều làm theo kiểu giả cổ, trông nó hơi cũ thôi, chứ thực ra ở ngoài trông không có cái gì khác luôn. Thì cái túi Lisa này mình nghĩ rằng là sau này nó cũng như thế, cũng sẽ trường tồn với thời gian, và đến 10 năm nữa thì nó vẫn cứ óng ánh và bóng nhánh như thế này luôn mọi người ạ. Còn về phần da cá sấu thì mình có mang ra đây cho các bạn một cái túi xanh Laurent của mình, và chiếc túi này với cái này là da bò calfskin nhưng mà có print cá sấu, và mình để bên cạnh một chiếc da túi cá sấu. Thật sự với các bạn là nói thật nhá, nếu như mình không biết chắc chắn là da calfskin Coco print ấy, thì nó thật là mình cũng không biết là làm thế nào để phân biệt nó các bạn ạ. Đến thời điểm này mà mình cầm rất nhiều cái da cá sấu rồi, mình chỉ có thấy rằng là một điều rằng là cái da cá sấu ấy thì nó cứng cáp thật, nhưng mà nó vẫn có một cái độ mềm của nó. Còn cái da mà để print được in được cái Coco lên ấy thì nó sẽ cứng hơn một chút. Ở đây nữa mình sẽ cầm thêm cho các bạn, mình sẽ quay thêm cho các bạn. Đây là một đôi giày cá sấu của thương hiệu Accioli. Đây là một cái thương hiệu thời trang của Ý, thương hiệu về thuộc da của Ý rất là nổi tiếng. Và đây là chiếc da cá sấu thật. Thì các bạn cũng thấy rằng là cái vân cá sấu ấy nó sẽ không đều nhau, và mỗi một cái giày, cái thậm chí là hai chiếc giày thì có thể nó không đi y chang như nhau đâu các bạn. Hai chiếc cùng với nhau á thì nó có thể là nó sẽ không y chang như nhau đâu các bạn. Đây này, các bạn có thể thấy rằng là hai cái vân nó hoàn toàn khác nhau một tí. Mỗi cái sản phẩm của mỗi thương hiệu ấy, tại sao mà nó có cái giá khác nhau, cùng là da cá sấu chẳng hạn, mà tại sao một cái thương hiệu mà Accioli mà có thể là các bạn không biết đến. Chung là rất nhiều người không biết đến cái thương hiệu này, các bạn đừng có lo. Mà bản thân mình trước đây khi mà mình không có đi sâu, chuyên sâu về những cái loại da cá sấu thì mình cũng không biết cái thương hiệu này. Thì sẽ hiểu rằng là ngoài cái việc mà người ta có cái khả năng, cái công nghệ, cái công nghệ sản xuất da ấy, thì người ta còn có cái chất liệu da, chất liệu của cá sấu là cái điều quan trọng nhất để tạo nên những cái sản phẩm thuộc da như thế này. Thì quay trở lại với những chiếc túi của chúng ta. Đây thì các bạn cũng có thể thấy rằng là những cái vân cá sấu nó sẽ đi theo một cái chiều nhất định, to ở bên ngoài và bé ở phía hai bên này. Thì còn những cái dòng túi cá sấu của những cái thương hiệu cao cấp như là Louis Vuitton, Dior, Hermes hay là những cái thương hiệu cao cấp khác ấy, thì hầu hết đều là những cái loại da cá sấu cao cấp nhất, và thường là đến từ Mitsubishi. Thì đây là một cái vùng mà có cái loại da cá sấu tốt nhất thế giới. Thì sau đó thì các bạn cũng sẽ có những cái loại da cá sấu, những cái túi và những cái sản phẩm thuộc da khác, có thể là giá sẽ mềm hơn nhưng mà cái chất liệu da nó sẽ không chính xác được đẹp như thế và được tốt như thế. Và thường thì theo như mình được biết thì những cái con cá sấu mà được gọi là baby alligator ấy thì thường bao giờ nó cũng sẽ mắc hơn, mắc tiền hơn là cái da cá sấu mà đến từ những cái con cá sấu mà nó già hơn. Bởi vì thường ấy thì những cái vân cá sấu này, cái mắt cá sấu này thì càng bé thì chứng tỏ là nó là những cái con cá sấu baby, thì như thế nó sẽ càng đắt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cái đôi giày này thì đằng phía đằng trước này thì càng ngày nó càng bé hơn, cái vân cá sấu nó bé xíu và nó chỉ có một chút xíu so với cả hai bên hai cái vân này, thì cũng thể thấy rằng là đôi giày này là mắc tiền hơn rất là nhiều luôn, bởi vì là cái vân cá sấu nó bé xíu à. Đó. Và thường ấy thì những cái vân cá sấu mà to ấy, cái mắt vân cá sấu to ấy, trong cái công nghệ thuộc giày hoặc là thắt lưng hay là những cái chiếc túi của con trai của đàn ông ấy thì thường sẽ được sử dụng vào trong cái dòng túi sporty, tại vì là thường những cái con cá sấu mà nó cá sấu mà nó già hơn một chút ấy, mà cái vân nó to như thế thì thường là nó sẽ cứng hơn khá là nhiều. Còn những cái tại sao mà ở cái mõm giày này thì nó lại là cái vân cá sấu bé như này thì là bởi vì nó sử dụng là cái loại da của baby alligator thì nó mềm hơn, thì trong cái đôi giày mà càng là cái vân bé thì nó càng mềm và dễ đi hơn nhiều nhất. Đó thì vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn những cái thông tin, những cái hiểu biết mà mình có được ở trong các cái loại da quý hiếm, trong công nghệ làm túi cũng như là
làm đóng giày, nói chung là tất cả những cái món đồ mà liên quan đến da và đặc biệt là da cá sấu, thì mình thấy rằng là cái kiến thức về da cá sấu ấy, nó là một cái bầu trời rộng mở, mỗi ngày mình đều tìm hiểu thêm và mình biết thêm một thứ, mình đều thấy rất là thú vị. Còn cái video ngày này thì lẽ ra là để khoe với các bạn về chiếc túi đi ra, nhưng mà tôi cũng làm một cái video tranh thủ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức về da cá sấu. Nếu như mà các bạn thích cái video này thì hãy cho mình một cái comment phía bên dưới. Còn video này thì kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous bisous.